ngài tí luôn liều. Acha. Cũng giờ chắc. Giờ chắc đó. Nè tao bảo con quay nhực lúc đó tàng. Tắm cái hề nè. Tắm thì nó có nó nghĩ quay nắm tẩy nè nè. Lần này như. Sơn cuộc không trong đá cả sơn. Chào tất cả mọi người nhá. Hôm qua mệt quá không đi được, hôm nay em lại bắt đầu đi vào rừng này, đi vào để thăm bẫy. Vì qua đây thấy nhiều cá quá là xuống ngồi câu một tí. Nó cũng cắn nhưng mà chưa được con nào. Nó kéo kinh lắm, chắc toàn cá bế rồi. Cá ở ngoài thì rất nhiều, cái hồ tự nhiên nhé, hồ bỏ hoang á, đây toàn cá chê với cá rô thôi chứ không có cá gì to. Đấy mọi người ơi, em vừa lên được con cá rô này bằng hai ngón tay, cố gắng kiếm chục con được đủ bữa trưa nay không. Bé lắm, nó đang ở ngoài nó nổi rất nhiều con to nhưng mà nó không vào. Đấy các bác, em lại lên thêm một con cá đồng đong nhá. Được 20 con như này là cũng đủ bữa. Em rất thích câu nhưng mà chưa biết câu máy. Toàn dùng cần Simache. Bây giờ được cá lên cảm giác nó đã phết đấy. Rồi, câu không được cá thôi em đi vào em thăm bẫy đây. Đã biết hôm nay được cái gì không? Được có 3 con cá ăn con mà ngón tay ấy. Câu trên này không được con nào. Thôi em đi vào thăm bẫy đây các bạn. Đây thành quả của em hôm nay các bạn. Một con gà, một con sóc. 4-5 con chim á. Em đang đun nước để làm lông gà thì nó nấu cháo ấy. Coi như là luộc lên để cái nước đấy thả gạo vào nấu cháo.
cứ thay đi. Chim, rang gừng với nước mắm thối. Nước mắm thối mọi người ạ. Để quay cả chai này. Ôi là quên, đang quay chai chứ. Nhì, nước mắm đặc trưng. Thằng ai tí luôn liệu. Cũng giật chắc. Giật chắc đó. Nè tao bảo con quay nhực lúc cái tảng. Bấm cái gì thế mẹ. Bấm cái nó có nó nghĩ quay nắm tẩy như nè. Lăn lại như. Sơn cục khẩm trong còn đá cả sơn. Có làm miệng. Miệng. Đó mẹ teo với niên phải hít luôn. Đã đá phụ cơ mà. Nó. Em đi vài ông mẫu. Ông đặt đẹp nhà. Đặt. Đặt vài ông mẫu. Ông chúng nhau vậy? Riêng người em chịt. Uống riêng nha, tí uống chung mà chết đấy. Đừng buồn. Cái này tụt rồi. Cái gì bên đây này? Con... Đây. Rồi. Nhưng mà... Con cái gan anh vượt ra chưa? Đấy. Đấy. À, gan mì đấy. Mì. Đấy. Con mì mì thôi. À ừ, gan này. Bắt đầu hành trình. Thôi em mời tất cả các bác nhá. Ba anh em dùng bữa trưa đây. Làm tí men mà cho đỡ say. Thìa. Hai thìa. Hai đũa. Làm miếng thịt chim trước đã. Ui, giòn đấy. Ui, tập bòi. Nào đấy. Bị lùi đấy. Nghĩ hiểu là ọ rau ăn thía đó. Ngọt thầy tiếu đi. Thịt gà rừng. Chim rừng. Ớt muối ở trong rừng. Ê mọi người ăn thịt gà rừng đi chứ. Em làm cái đùi đã. Thôi, chấp nhận ăn chim trước ăn gà sau. Ê dài quá. Thật sự là dài. Sao thịt gà rừng này sao nó lại ngọt hơn cả thịt gà nhà nhỉ? Nó không ăn cám thế là ngọt hơn nhỉ? Ừ, cũng nhận nhỉ? Mà vẫn béo nhá. Gà nhà mình nuôi cho ăn cám thế nào ăn vẫn không ngon. Thôi em tạm dừng video ở đây đây. Mọi người nếu mà cảm thấy hay ấy, thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ nhé. Em chào tất cả các bác. Các bác chào mọi người.